Thay vì buông những lời đả kích phẫn nộ do hành động chôn sống chính con ruột mới sinh của mình, thì hầu hết người dân địa phương chỉ buồn, giận và xót thương cho số phận người mẹ, vừa nghèo khổ lại mang trong người bệnh động kinh lúc tỉnh lúc mê. Trưa 31 tháng 5, chị Trần Thị Á Khương, 40 tuổi, ngụ thôn Phò Trì, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, được cho là mẹ đẻ của cháu bé sơ sinh nghi bị chôn sống, chia sẻ về hoàn cảnh gia đình. Hai vợ chồng là người đồng bào dân tộc Chăm, gia cảnh hai vợ chồng được đồn biên phòng Tân Thắng xây cho căn nhà tình thương nay đã xuống cấp. Chị chia sẻ do sợ chồng la mắng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, sinh thêm con thì không biết sống ra sao. Không phải bỏ mà rồi nó ra bụng rồi xanh, ra bụng rồi chạy ra ngồi nó cái đặng thức đó chứ không có bỏ. Thấy là ổng lại cũng lộ nạt đó. Là mình sợ, mình sợ là nó đau bụng rồi nó ra nó xuống được đứng đó định cầu, nó đập cầu thôi. Ấy đứng đó là nó lọt con xuống, rồi trúng tấm tấm tôn á, rồi ẩm vô đây rồi, gần sáng rồi mà ẩm ra để đó lại, sợ. Rồi em dâu nó ra nó phát hiện nó thấy. Chị Nguyễn Thị Mỹ Trúc, 31 tuổi là em dâu chị Khương ở nhà kế bên, là người phát hiện cháu bé. Cũng theo chị Trúc, chị Khương mang thai mà không thấy bụng bầu nên người nhà không ai biết là chị có con. Chị Khương nghèo lắm, ta học con, học lớp 3, học lớp 8. Chồng nó thì cứ kêu, mày làm gì không, còn chị thì không có gì làm, thì đừng không bò gì đó. Rồi sống, kiếm sống một ngày đó, rồi chị không được bình thường, hồi nhỏ chị có bị giật kinh phong á, chị chết rồi, chết đi, sống lại. Rồi vậy thôi á, bây giờ em đi thẳng ra qua đám kêu đó, ra thấy, ý là đi ra, đi cầu á, đi ra. Xong rồi thấy cái cụ chỏ tay, cụ chỏ chân á, nó lồi lên, em nghĩ là bắt bơi thôi chứ em nghĩ không bé đâu. Xong rồi em nhìn kỹ lại, em nói em bé thì đâu có rùi bu đâu. Rồi nhìn kỹ lại thấy da em bé, em xịt không dám đào lên, em chạy vô nhà em kêu bà mẹ, nói mẹ không có tin đâu, mẹ nói gì bậy bạ. Rồi xong rồi em ở trong nhà rồi em mới chạy ra. Bà Ngô Thị Sang, 64 tuổi, mẹ chị Khương hiện đang mắc chứng bệnh ung thư mà không có tiền điều trị, cũng cho biết từ nhỏ chị Khương đã mắc bệnh động kinh, chết đi sống lại nên trí não phát triển không bình thường. Hiện chính quyền địa phương và công an huyện Hàm Tân vẫn đang lấy lời khai các bên liên quan để làm rõ. Riêng phần cháu bé đang được chăm sóc chu đáo tại bệnh viện thị xã La Ghi, địa phương vẫn cử người chăm sóc tại bệnh viện. Cháu bé đã khỏe mạnh, vết thương khô ráo, tiến triển tốt.